Thánh thi chương 38. Thánh thi David dùng cho tế lễ kỷ niệm. Lạy Chúa, trong cơn giận xin Ngài đừng quở trách tôi. Trong cơn thịnh nộ xin Ngài chớ trừng phạt tôi. Vì các mũi tên Ngài găm vào mình tôi, vì cánh tay Ngài đè nặng trên tôi. Vì cơn phẫn nộ của Ngài, thân thể tôi không được lành mạnh. Vì tội lỗi tôi, xương cốt tôi không được bình an. Vì tội ác tôi vượt quá đầu tôi, như một gánh nặng nặng quá cho tôi. Vì sự ngu dại của tôi, các vết thương tôi hôi thối và mưng mủ. Tôi quỵ xuống, gục đầu rất thấp. Suốt ngày tôi đi lang thang buồn thảm. Vì tâm can tôi nóng như thiêu đốt, thân thể tôi không được lành mạnh. Tôi mòn mỏi và hoàn toàn bị kiệt lực. Tôi than thở vì lòng bối rối. Lạy Chúa, Ngài biết tất cả lòng mong ước của tôi. Tiếng rên xiết của tôi cũng không giấu được Ngài. Lòng tôi hồi hộp, sức lực tôi suy yếu. Ngay cả ánh sáng mắt tôi cũng không còn. Những người yêu thương tôi và bè bạn đều tránh xa khi tôi bị hoạn nạn. Và những người bà con thì xa lánh. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy sập tôi. Những kẻ muốn hại tôi nói điều phá hoại và suốt ngày suy tính chuyện lừa gạt. Còn tôi như kẻ điếc không nghe, như người câm không mở miệng. Phải, tôi như người không nghe, miệng không có lời đối đáp. Vì lạy Chúa, tôi trông đợi nơi Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi, chính Ngài sẽ đáp lời. Tôi nói, xin đừng để chúng vui mừng vì tôi. Đừng để chúng tự tôn nghịch cùng tôi. Khi chân tôi vấp ngã, vì tôi sắp ngã, nỗi đau đớn hằng ở trước mặt tôi. Tôi xưng nhận tội ác của tôi. Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Nhưng những kẻ thù nghịch tôi vẫn sống và mạnh mẽ. Còn những kẻ ghét tôi vô cớ thật nhiều. Những kẻ lấy ác trả thiện, chúng vu cáo tôi vì tôi theo điều thiện. Lạy Chúa, xin đừng từ bỏ tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ xa cách tôi. Lạy Chúa là đấng cứu rỗi tôi, xin hãy mau mau giúp đỡ tôi. Thánh thi chương 39. Thánh thi David cho nhạc trưởng theo điệu Giê-đu-thung. Tôi nói, tôi sẽ gìn giữ đường lối tôi, để miệng lưỡi tôi không phạm tội. Bao lâu kẻ ác còn ở trước mặt, tôi sẽ dùng khớp gìn giữ miệng mình. Tôi câm miệng nín lặng, lời lành cũng không nói ra. Nhưng nỗi đau đớn của tôi dâng lên, lòng dạ tôi nóng nảy trong tôi. Đương khi tôi suy gẫm, lửa bùng cháy lên. Lưỡi tôi phải than rằng, lạy Chúa, xin cho tôi biết sự cuối cùng của tôi và số các ngày của tôi là thế nào. Xin cho tôi biết đời tôi mỏng manh là giường bao. Kìa, các ngày Ngài ban cho tôi chỉ vài gang tấc và đời tôi như không trước mặt Ngài. Phải, dù tất cả những người vững mạnh cũng chỉ là hư không. Thật vậy, mỗi người bước đi như chiếc bóng. Phải, người ta bôn ba chẳng qua như hơi thở. Người chất chứa của cải nhưng không biết ai sẽ thừa hưởng. Giờ đây, lạy Chúa, tôi trông đợi ai? Niềm hy vọng của tôi ở nơi Chúa. Xin hãy giải cứu tôi khỏi mọi vi phạm. Xin nhớ làm cho tôi thành vật đáng khinh bỉ cho kẻ khờ dại. Tôi nín lặng, tôi không mở miệng vì Ngài đã làm điều này. Xin cất tôi khỏi soi vọt của Ngài. Tôi bị kiệt quệ vì tay Ngài đánh phạt. Ngài khiển trách trừng phạt loài người vì tội ác họ. Ngài làm điều họ mơ ước hao mòn như bị mục nát. Phải, cả loài người chỉ như hơi thở. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện tôi. Xin lắng tai nghe tiếng kêu cứu của tôi. Xin chớ bịt tai trước giọt nước mắt than khóc của tôi. Vì với Ngài tôi là khách lạ, là kiều dân như tất cả tổ phụ tôi.
Xin Ngài tha thứ cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ trước khi tôi ra đi và không còn nữa. Thánh Thi chương 40. Thơ David cho nhạc trưởng. Tôi kiên nhẫn trong đợi Chúa, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi. Ngài kéo tôi lên khỏi hố khủng khiếp, khỏi vũng bùn lầy. Ngài đặt chân tôi trên tảng đá, làm cho bước chân tôi vững vàng. Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới, bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy kính sợ và tin cậy nơi Chúa. Phước cho người nào tin cậy nơi Chúa, không hướng về kẻ kiêu ngạo, cũng không xoay qua thần giả dối. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của tôi, chính Ngài đã làm nhiều việc diệu kỳ và suy nghĩ nhiều về chúng tôi. Không ai có thể so sánh với Ngài. Nếu tôi phải nói ra hoặc công bố, thì nhiều quá không thể đếm được. Ngài không mong muốn tế lễ hy sinh hay tế lễ chay. Ngài đã mở tay cho tôi. Ngài không đòi hỏi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, đây tôi đến. Trong quyển sách có chép về tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi mong muốn làm theo ý Ngài. Kinh luật của Ngài ở trong lòng tôi. Tôi đã truyền tin mừng công chính giữa đại hội. Kìa, môi miệng tôi không nín lặng. Lạy Chúa, Ngài biết điều này. Tôi không giấu sự công chính của Ngài trong lòng tôi. Tôi công bố sự công chính và sự cứu rỗi của Ngài. Tôi không giấu tình yêu thương và chân lý của Ngài giữa đại hội. Lạy Chúa, xin chớ khép kín lòng thương xót đối với tôi. Nguyện tình yêu thương và chân lý của Ngài hằng gìn giữ tôi. Vì vô số tai họa vây quanh tôi, tội ác tôi bắt kịp tôi không thể thấy được. Chúng nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng gan dạ của tôi cũng tiêu tan. Lạy Chúa, xin vui lòng giải cứu tôi. Lạy Chúa, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm giết mạng sống tôi đều bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ muốn hại tôi phải rút lui và nhục nhã. Nguyện những kẻ nói với tôi ha ha, bị kinh hoàng trước sự sỉ nhục mình. Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài được hân hoan và vui mừng trong Ngài. Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài sẽ luôn luôn tung hô Chúa vĩ đại thay. Còn tôi, dù yếu kém và cùng khốn, Chúa nghĩ đến tôi. Ngài là đấng giúp đỡ và giải cứu tôi. Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin chớ chậm trễ. Thánh Thi chương 41. Thơ David cho nhạc trưởng. Phước cho người nào nghĩ đến kẻ yếu hèn. Trong ngày gian truân, Chúa sẽ giải cứu người. Chúa sẽ gìn giữ người và bảo tồn sinh mạng người. Trên đất, Ngài sẽ ban phước cho người, và Ngài sẽ không ruồng bỏ người theo ý muốn của kẻ thù người. Chúa nâng đỡ người khi người nằm trên giường bệnh. Trong lúc người đau yếu, Ngài chữa lành cả bệnh tật người. Còn tôi thưa, lạy Chúa, xin thương xót tôi. Xin chữa lành tôi vì tôi phạm tội cùng Ngài. Các kẻ thù nguyền rủa tôi, khi nào nó sẽ chết và dòng họ nó sẽ bị hủy diệt. Còn kẻ đến thăm tôi nói những lời giả dối, lòng nó chất chứa điều gian xảo. Nó đi ra ngoài rêu rao, tất cả những người ghét tôi thì thầm với nhau về tôi. Chúng âm mưu điều ác hại tôi. Chúng nói, nó đã mắc phải một tai ách, nó sẽ không dậy nổi khỏi chỗ nó nằm. Ngay cả người bạn thân mà tôi tin tưởng, người từng ăn bánh của tôi cũng trở mặt chống nghịch tôi. Nhưng Ngài, lạy Chúa, xin thương xót tôi, xin đỡ tôi dậy để tôi báo trả chúng nó. Vì kẻ thù không thắng được tôi, nên tôi biết rằng Ngài đẹp lòng về tôi. Còn tôi, vì tôi chân thật nên Ngài nâng đỡ tôi. Chúa đặt tôi trước mặt Ngài đời đời. Đáng ca ngợi Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, từ nay cho đến đời đời. Amen. Amen.
Thánh Thi chương 42. Thơ con cháu Cô-rê làm để dạy dỗ. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mong đợi Chúa, như con nai thèm khát suối nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào tôi mới được đến trình diện trước mặt Đức Chúa Trời? Khi người ta còn hỏi Đức Chúa Trời ngươi đâu, thì suốt ngày đêm nước mắt làm đồ ăn cho tôi. Tôi nhớ lại những điều này và linh hồn tôi tan vỡ. Thể nào tôi đã đến dẫn đoàn người vào nhà Đức Chúa Trời, trong tiếng reo hò vui vẻ cảm tạ của đoàn người dự lễ. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài. Ngài là đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Linh hồn tôi chán nản trong tôi, nên tôi nhớ đến Ngài. Từ vùng đất Giô-đanh, từ sẵn núi Hẹt Môn và đồi Mít-xê-a, vực sâu này đến vực sâu khác, tiếng ầm ầm của các thác nước, tất cả sóng gió ba đào của Ngài đã tràn ngập tôi. Ban ngày Chúa truyền ban tình yêu thương Ngài, ban đêm bài hát Ngài ở cùng tôi, tức là lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời của đời tôi. Tôi sẽ thưa cùng Đức Chúa Trời là vầng đá của tôi, tại sao Ngài quên tôi? Vì sao tôi bước đi buồn thảm trong sự đàn áp của kẻ thù? Xương cốt tôi như gãy nát khi kẻ thù chế giễu, suốt ngày chúng hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Thánh Thi chương 43. Cầu nguyện Chúa trong lúc khó nguy. Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi. Xin bênh vực trường hợp tôi chống lại một dân vô đạo. Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công. Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi, đấng bảo vệ tôi. Tại sao Ngài từ bỏ tôi? Vì sao tôi bước đi buồn thảm trong sự đàn áp của kẻ thù? Xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài, hướng dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh của Ngài, là nơi Ngài ngự. Bây giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức là đến với Đức Chúa Trời sự vui mừng và sung sướng của tôi. Lạy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ gảy đàn hạt ca ngợi Ngài. Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản? Vì sao ngươi lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta. Thánh Thi chương 44. Thơ con cháu Cô-rê làm để dạy dỗ. Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe, tổ phụ chúng tôi đã thuật lại công việc Ngài làm trong đời họ vào thời xưa. Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi. Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi, Ngài đổ tai họa cho các dân, nhưng làm tổ phụ chúng tôi thịnh vượng. Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ, cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng, nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài, nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ. Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi. Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp. Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù. Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi. Vì tôi không nhờ cậy vào cây cung tôi, gươm tôi cũng không cứu tôi được. Nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù và làm cho những kẻ ghét chúng tôi phải hổ thẹn. Hằng ngày chúng tôi ca ngợi trong Đức Chúa Trời và cảm tạ danh Ngài mãi mãi. Nhưng nay Ngài đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhục nhã. Ngài không còn xông pha cùng quân đội chúng tôi nữa. Ngài khiến chúng tôi tháo lui trước quân thù và những kẻ ghét chúng tôi cướp bóc chúng tôi.
Ngài phó chúng tôi như chiên bị đem đi làm thịt. Ngài làm chúng tôi tản lạc giữa các nước. Ngài đã bán dân Ngài với giá không đáng gì. Ngài không đòi giá cao về họ. Ngài làm chúng tôi nên cớ chế giễu cho kẻ lân cận, như lời chế nhạo, như vật đáng khinh đối với những người chung quanh. Ngài làm chúng tôi như câu tục ngữ giữa các nước, là cớ cho dân lắc đầu. Hằng ngày sự nhục nhã ở trước mặt tôi, mặt tôi tràn đầy hổ thẹn vì lời chế giễu và mắng nhiếc, vì sự hiện diện của kẻ thù và người muốn trả thù. Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn không quên Ngài, cũng không phản bội giao ước Ngài. Lòng chúng tôi không thối lui, bước chân chúng tôi không đi lệch đường lối Ngài. Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng tôi tại nơi chó sừng ở, bao phủ chúng tôi trong bóng chết. Nếu chúng tôi không quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi và đưa tay hướng về một thần lạ, Đức Chúa Trời không khám phá ra sao? Vì Ngài biết những điều bí ẩn trong lòng. Chính vì Ngài chúng tôi bị giết hại suốt ngày, chúng tôi bị coi như chiên bị đem đi làm thịt. Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài vẫn ngủ? Xin hãy tỉnh thức, chớ từ bỏ chúng tôi mãi mãi. Tại sao Ngài giấu mặt đi mà quên nỗi khổ và áp bức của chúng tôi? Vì linh hồn chúng tôi phủ phục dưới bụi tro, thân thể chúng tôi nằm bẹp dưới đất. Xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi. Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi. Thánh Thi chương 45, một khúc tình ca. Lòng tôi cảm tác một chủ đề hay, tôi sẽ ngâm những vần thơ cho vua. Lưỡi tôi là ngòi bút của văn sĩ đại tài. Ngài đẹp hơn tất cả con trai loài người, môi miệng Ngài đầy ân sủng. Vì vậy Đức Chúa Trời ban phước cho Ngài đời đời. Hỡi dũng sĩ, hãy đeo gươm vào hông, là sự vinh quang và uy nghi của Ngài. Trong sự uy nghi của Ngài, hãy nhân danh chân lý, nhu mì và công chính mà tiến lên đắc thắng. Hãy để cánh tay hữu Ngài bày tỏ những việc kinh hoàng. Các mũi tên Ngài bén nhọn bắn vào tim những kẻ thù của vua. Các dân ngã quỵ dưới chân Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời. Vương trượng của Ngài là trượng công bình. Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian tà. Vì vậy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Ngài, đã sức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn. Y phục Ngài đượm mùi trầm hương, mộc dược và nhục quế. Tiếng đàn hạt từ cung điện bằng ngà làm Ngài vui vẻ. Các công chúa là những thiếu nữ quý phái của Ngài. Bên phải Ngài là hoàng hậu trang sức vàng Ophir. Hỡi con gái, hãy nghe, suy xét và lắng tai. Hãy quên dân tộc và nhà cha con, hãy tôn kính Ngài, thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con. Vì Ngài là Chúa của con, hãy tôn kính Ngài. Con gái thành Tyre sẽ đem tặng phẩm đến, những người giàu có nhất trong dân sẽ tìm kiếm ơn nơi con. Công chúa tiến vào hoàng cung đầy vinh hiển, y phục nàng thêu dệt bằng vàng, trang sức lộng lẫy nàng được ra mắt vua. Các nữ đồng trinh theo sau nàng, và bạn hữu nàng cũng được đưa đến Ngài. Trong niềm hân hoan vui mừng, họ được dẫn vào cung vua. Các con trai Ngài sẽ nối dòng tổ phụ, Ngài sẽ lập chúng làm vương hầu trên khắp đất. Ta sẽ làm danh ngươi được ghi nhớ mãi mãi. Vì vậy các dân sẽ ca ngợi ngươi đời đời.